Chào các bạn nha, rất là vui được gặp lại các bạn hôm nay. Thì hôm nay mình đang làm cái xe này là xe số sàn. Hiện tại cái xe này của mình đang bị tình trạng mà khách vào họ nói với mình đó là cái xe họ bị rần. Khi mà họ vô số và khi họ buông chân con lên là cái xe họ bị rất là rần nha. Rần xe lên nên là họ khó chịu. Và cái mình đang giải quyết vấn đề này đây. Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Thì qua kiểm tra thì mình thấy cái xe này nó đang bị rần cái 4 ly hợp nha. Thì đây là cái lát con ly hợp cũ của nó. Đây đối với xe số sàn nha các bạn. Thì xe này xe Toyota. Thì hiện tại cái đinh bố của nó đó, nó gần hết rồi. Đây mình có thể nhận biết qua cái đinh bố nè. Đây, 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 đây. Là cái thứ nhất, nó bị rần dẫn đến cái tình trạng là chân con của các bạn bị nặng. Và khi mà các bạn vô số các bạn buông chân con ra thì cái xe của mình rất là rần rất là nhiều nha. Thì nó rần là do nguyên nhân giữa cái bố ly hợp và cái mâm mép nè. À cái này cái cũ của nó như vậy nè. Thì khi mà cái nó buông ra thì bố nó còn ít đó, thành ra nó bị nhảy bố. Nó hơi trượt bố một xíu, thành ra nó dẫn tới hiện tượng mà bị rần. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà nguyên nhân mà gây ảnh hưởng đến rần cho bố ly hợp là cái chỗ này nè các bạn. Đây, đó chính là những cái lò xo đây. Phía trong này là bốn cái lò xo. À, đây là cao su để giảm chấn, miếng nhựa để giảm chấn nè. Thì nó bị mục đích nó bị rần và rung á. Thì nó do cái này đây. Này các bạn thấy nó bị lỏng không? Nè, mình lắc cho các bạn xem nè, nó bị lỏng nha. Sau một thời gian sử dụng á nó giật. Khi mà đưa vô đây, khi mà cái chân con mình cắt con á, nó sẽ trượt đây, nó giật thì nó ảnh hưởng đến lâu ngày nó sẽ bị lỏng cái bốn cái cục cao su này nè các bạn thấy không. Đây thì cái bốn cục cao su này nó là để giảm chấn mà, thành ra là khi mà nó bị có vấn đề này, nó bị lỏng này thì nó làm cho cái xe mình nó rần cả xe mình luôn. Đây còn đây là cái bố ly hợp mới mà mình vừa mới nhập về đây, hàng Aisin nè. Thì cái bố này đang rất là cứng nha, không có nhúc nhích được luôn á. Này nó là cứng. Đây mình đang trị cái bệnh này. Và cái thứ hai nữa là cái bố này nó còn nhiều hơn nè, các bạn có thể nhận biết qua các cái đinh trên này. À, các cái đinh gai trên này đây. Thì đây là bố mới nhập về. Và mình thay luôn cả cái mâm mép để cho nó im nha các bạn. Đây. Và mình làm khắc phục tình trạng này là gồm có rần và nặng chân con. Đó thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề này. Và quan trọng là nó có cũng rần xe thì nó có các chi tiết trên xe nó bị lỏng thì nó cũng rần. Nhưng quan trọng là mình phải bắt bệnh cho nó chính xác. Thì theo cái xe mình làm thì mình thấy hiện tại là cái xe đang bị tình trạng này và mình sẽ khắc phục cái xe này. Nên mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn về cái vấn đề mà xe ô tô các bạn bị rần nha. Bạn nào bị rần hay là cảm thấy chân con của mình bị nặng á thì các bạn nên thay và kiểm tra lại cái bộ bố nồi, bố ly hợp của mình đi nha các bạn. Đối với xe số sàn. Rồi. Đây nè các bạn, thì mình cũng mới vừa gắn cái bộ bố nồi này vào xong nè. Thì mình canh bố xong rồi. Thì mình cũng muốn nói với các bạn về vấn đề mà con bị nặng nha. Có một số bạn khi mà thay bố mới rồi vẫn nặng thì nó nằm ở chỗ mà đi canh đi vớt cái bánh đà lại các bạn. Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn về kinh nghiệm này. Thì mà khi mà các bạn đi canh bánh đà thì lúc đầu thì cái mâm mép nó sẽ nhô ra, nó sẽ nghiêng ra ngoài. Đây nè các bạn, đây là cái mâm mép cũ đây. Thì các bạn để ý nè, mình nhìn nghiêng nè, các bạn thấy nó bị nhô đúng không? Có nghĩa là nó bị nhô theo chiều này nè các bạn thấy không? Đó. Trong quá trình mà sử dụng á, bố nó chạy nó mòn thì từ từ nó sẽ nhô cái này ra và nó dẫn đến các bạn khi mà đạp con các bạn đạp nó bị nặng. Là cái giữa cái bố ly hợp và cái mâm mép. Còn đây. Đây khi mà mình thay mới vào á, mình đem đi canh đi vớt rồi á. Thì các bạn để ý đi. Cái độ nghiêng của nó là nó không có độ nghiêng, nó rất là thấp nha, gần như là nó sẽ bằng. Nó không có bị nghiêng như cái kia nữa.
Có nghĩa là khi mình canh là cái này nó bằng mặt này nè, còn hai cái nãy nó sẽ nghiêng ra một xíu nha các bạn. Đó. Để mình quay ngay cho các bạn dễ thấy. Đó, thì nó sẽ thẳng thẳng luôn. Và đều hết luôn, khi các bạn siết vào các bạn xem coi những cái lò xo này nè, những cái miếng trên này nè. Những cái miếng trên này nè đây, những cái miếng trên này nó phải thẳng và nó sẽ bằng. Đó, đó là cái một trong những lưu ý mà khi mà mình thay cái bố ly hợp, mà ví dụ như anh em trong nghề hay là anh em mà đi xe sử dụng cũng phải biết cơ bản qua nha các anh em. Video này thì mình cũng chia sẻ về cái kinh nghiệm mà khi mà mình làm cái xe mà số sàn bị rần đó với các bạn thôi. Thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình mong video này nó cung cấp được cho các bạn thêm phần nào kiến thức về ô tô. Thì bạn đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Chào các bạn.